Chào mọi người, chó Rottweiler 3 tháng bao nhiêu cân? Chó Rottweiler 4 tháng nặng bao nhiêu cân và 5 tháng bao nhiêu cân? Rất nhiều người có cái thắc mắc như vậy. Thì cái con chó Rottweiler ấy, 2 tháng là thường chúng ta mua về nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7 cân. Thì mình sẽ tính là con Rottweiler 2 tháng là 7 cân. Nó sẽ dao động ở trong khoảng từ 6 cân rưỡi cho đến khoảng tầm 8 cân. Nhưng con Rottweiler 2 tháng bình thường là tính ở nó 7 cân. Đực cái nó chênh nhau khoảng nửa cân. Thì con Rottweiler 3 tháng trong cái đoạn đấy nó sẽ tăng lên khoảng 4 cân một tháng. Con Rottweiler 3 tháng nó sẽ ở trong khoảng 11-12 cân. Con 3 tháng ở đây tức là 90 ngày nha mọi người nhé. Bởi vì là ngoài 3 tháng thì nhưng mà nó chưa đủ 4 tháng thì rất nhiều người coi đến là 3 tháng, nhưng đây mình đang tính ở đây là con chó Rottweiler 90 ngày. Tức là nó đã đủ 3 tháng thì nó sẽ là 11-12 cân. Con Rottweiler 4 tháng nó tăng lên thêm khoảng tầm 4 cân rưỡi 5 cân nữa. Nó sẽ là 17 cân, khoảng 17-18 cân. Con Rottweiler 5 tháng đến giai đoạn đấy là nó sẽ tăng thêm khoảng tầm 5 cân đến 6 cân. Thì ở cái giai đoạn này con Rottweiler con 5 tháng nó 17-18 cộng với này 5 nó sẽ ra khoảng tầm 22 cân. 6 tháng nó tăng lên thêm 5-6 cân nữa thì nó sẽ rơi vào con chó Rottweiler 6 tháng nó có thể là nó từ 27 cân cho đến khoảng tầm 30 cân. Đó, khi mà nó mà vừa tròn 6 tháng. Đến 7 tháng chúng ta lại cộng thêm khoảng 6-7 cân nữa. Thì con chó Rottweiler 7 tháng nó khoảng tầm 37 cân, 35-37 cân. Con Rottweiler 8 tháng thì nó bắt đầu nó hơi chứng lại một chút, nó sẽ tăng thêm khoảng tầm 4 cân, 5 cân thôi. Thì 35-37 cân chúng ta cộng thêm 4-5 cân nữa, con Rottweiler 8 tháng nó rơi vào khoảng tầm 38-40 cân là ok rồi nha mọi người nha. Còn cái con tiếp theo nữa là 9 tháng nó lại tăng thêm khoảng 4-5 cân nữa. Thì nó con Rottweiler 9 tháng nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 42 cho đến 45 cân. Đó. Và 10 tháng thì nó sẽ đạt được mức 50 cân với cái con chó đực. Và với con chó cái thì ở các giai đoạn trước đấy thì nó sẽ đã chứng lại rồi, nó tăng cân ít hơn. Thì với 10 tháng con chó cái nó có thể đạt được ở cái mức cân khoảng từ dao động trong khoảng từ 32 cho đến khoảng 38 cân là rất là tuyệt vời rồi. Đó, thì cái cân nặng của con chó nó là như thế. Và sau 10 tháng, từ 10 tháng đến 15 tháng thì cái con chó nó tăng cân chậm hơn. Tùy từng con, nhưng mà nó sẽ tăng cân chậm hơn, lúc ấy là có thể là nó chứng cân, hoặc là nó chứng cân lại, nó không hề tăng, hoặc là nó sẽ tăng thêm khoảng tầm 1 cân đến 2 cân trên một tháng. Đó, thì tùy từng con, bởi vì nó như là ở người thôi, có lớn sớm, có lớn muộn. Mọi người tưởng tượng như là giả sử như là ở cái giai đoạn mà phát triển của người chúng ta đi, trong cái giai đoạn mà từ lúc năm học lớp 6 đi cho nó dễ, chứ giai đoạn nhỏ trước thì chúng ta không quan tâm. Từ giai đoạn năm học lớp 6 mà cho đến hết lớp 12, mọi người tưởng tượng như vậy. Thì có những cái người phát triển sớm thì lớp 7, lớp 8 người ta lớn rất nhanh. Có những người ấy, thì người ta phải vào cấp 3 người ta mới lớn, có những người lớn chậm thậm chí đến lớp 12 người ta mới lớn. Tức là 18 tuổi người ta mới lớn nha mọi người nha, lúc đấy người ta mới lớn nhanh, cao vọt lên về chiều cao. Thì ở cái con chó con nó phát triển nó cũng theo cái kiểu như vậy, nó không có một cái khoảng chung mà nó sẽ con lớn nhanh, con lớn chậm. Còn cái thông tin mà mình đưa ra như vừa rồi ấy là nó là ở cái mức trung bình. Thành ra là khi mà các bạn nuôi cái con chó mà các bạn thấy nó lớn nhanh hơn như mình nói, hay là các bạn thấy con chó cái cân nặng của nó không đạt như mình nói, thì cái chuyện đấy cũng là một cái chuyện hết sức là bình thường, với điều kiện là con chó của chúng ta khỏe mạnh, nhanh nhẹn và lông bóng mượt, thể hiện là sức khỏe của con chó tốt, tiêu hóa tốt. Thì cái việc con chó nó bao nhiêu cân, nó có đạt được cái mức cân nặng mà mình đã nói hay là không, nó không có quan trọng. Bởi vì có thể nó rơi vào những cái trường hợp những cái con mà nó bị lớn chậm,
tức là nó bị lớn muộn, nó lớn từ từ, nó cứ tăng đều đều. Giả sử như là nếu mà với những con mà nó lớn sớm ấy, có thể 8 tháng nó đã trứng nó không tăng cân nữa rồi, có thể 8 tháng mới đạt được 40 mấy cân, nên là với con chó đực hay là nó đạt được 34-35 cân với con chó cái, hay là 36-37 cân với con chó cái thì nó đã trứng lại rồi, sau đấy nó không tăng cân nữa. Đó, mọi người tưởng tượng thế. Còn có những cái con mà nó lớn chậm đấy thì giả sử như cái trường hợp của Melsi này, của mình này, thực tế này, và Siro đều như vậy, là đến 11 tháng, 12 tháng con chó nó vẫn tăng cân mọi người nhá, nó lớn chậm. Đó, thì nó vẫn đạt được với con chó cái là như Melsi với Siro bây giờ là cái cỡ người của chúng nó là coi như là con chó cái 40 cân là ok với con chó cái rồi. Còn với những cái con chó đực của trại nhà mình mà như Loki hay là Marvin mà mọi người biết là mình nuôi chúng nó từ nhỏ ấy, thì cái cân nặng của chúng nó, cái con chó đực khi mà nó được 7 tháng là nó đạt được đúng như là mình đã nói đó vừa rồi. Nhưng mà cái đoạn sau của nó vẫn cứ lớn từ từ. Và như hiện tại bây giờ khi con chó nó trưởng thành rồi thì nó ở mức cân nặng khoảng tầm 53, 54, 55 cân đó. Thì đấy là cái thể trạng bình thường nha. Chứ còn nếu mà con chó béo nó có thể lên 57, 58, 60 cân. Nhưng mà cái mình không tính con chó béo. Thì có một cái là cái cân nặng đấy là một cái để mọi người tham khảo thôi. Chứ còn chăm cái con chó thì mọi người nên chú ý đến cái tiêu hóa của con chó. Xem con chó lông nó có bóng hay là không, hay là lông có sơ, xem là con chó nó có khỏe mạnh, nó có vui vẻ, nó có vận động nhanh nhẹn hay là nó ù ì. Chứ mọi người đừng tham là con chó nó nặng cân rồi nó ù ì, nó chỉ tỏ là hại xương hại khớp con chó thì nó không được một cái tích sự gì cả. Tăng cân lên để mà khoe với nhau là con của tôi cân nặng lắm với cân nặng vừa, con chó nó cứ ù a ù ì bởi vì nó mệt mỏi, nó bị tăng cân nhanh quá, cái xương khớp của nó không đáp ứng được với cái sự tăng cân đấy. Cái nhất là cái đặc biệt là cái khớp của con chó, cái khớp của con chó nó tăng, nó phát triển không kịp với cái sự tăng cân, thì cái khớp nó bị quá tải thì con chó nó sẽ lười vận động. Thì chia sẻ với mọi người là cái cân thực tế của con chó như vậy, chứ mọi người đừng có nghe mà bảo là thấy con chó người ta bảo 4 tháng 25 cân thì mình nghe thì mình choáng luôn, mình không hiểu là cái 4 tháng đấy là tính là cái 4 tháng như thế nào. Hay là những cái con chó mà 6 tháng 40 mấy cân thì mình cũng không hiểu nổi 6 tháng tính như nào. Hoặc là những cái con đấy là nó bị kích, nó tăng cân quá nhanh. Thực sự mà nói cái đấy nó không phải là cái để đáng tự hào. Cái đáng tự hào ở đây khi mà chúng ta chăm con chó là con chó nó phát triển tốt, nhưng mà cái xương khớp nó phải khỏe. Còn một số những cái con chó mà cái khung của nó rất to, nó có thể có những con nó khung nó ngoại cỡ lớn lên trưởng thành nó 60 mấy cân kiểu như vậy với con chó đực, thì với những cái con đấy có thể nó sẽ đạt được cái cân nặng nó nhiều hơn. Nhưng cái trường hợp đấy ở trại nhà mình cũng đã gặp, cũng đã có những cái con chó ở cái mức khung như thế, thì nó cũng không, cái cân nặng nó cũng không đến mức quá là khủng khiếp như là một số anh em chia sẻ là con chó 4 tháng với con chó 5 tháng mà thấy nó ba, con chó 5 tháng thấy ba mấy cân với con chó 4 tháng thấy hai mấy gần 30 cân thì nó kinh khủng quá. Cái con chó như cái đàn con của Melsi này với Bruno này, là hiện tại bây giờ là có một cái con đực là như cái đàn đấy của chúng nó là bây giờ là chúng nó hơn 1 năm rồi. Thì hơn 1 năm một chút thì có một con đực nó đã 60 cân rồi. Đó, thì mọi người tưởng tượng là cái khung của nó rất là to. Nhưng mà cái sự phát triển cái cân nặng của nó cũng không theo cái kiểu mà 4 tháng mà báo là 20 mấy 30 cân, không có cái chuyện đấy mọi người nhá. Cái con chó phát triển rất thuận lợi tất cả mọi thứ thì con chó 2 tháng mình cứ tính là nó 8 cân là to lắm rồi. Còn nếu không, bình thường nó sẽ chỉ dao động ở khoảng 6 cân rưỡi đến 7 cân thôi. Và mình tính cân ở đây là tính, đấy là tính trên con chó đực nha mọi người nhá. Chứ còn con chó cái thì nó sẽ luôn luôn nó thấp hơn con chó đực khoảng nửa cân, 1 cân tùy vào từng đàn. Nhưng mà đấy là cứ tính là cái con chó đực tròn 2 tháng tức là 60 ngày nó đạt 7 cân là hài lòng lắm rồi, vô cùng hài lòng luôn. Và sau đấy thì khi nó tròn 3 tháng thì nó cộng thêm 4 cân đến 5 cân nữa. Đó là nó cũng chỉ 11, 12 cân thôi. Và khi nó 4 tháng ấy, cộng thêm 5 cân nữa đi, là giai đoạn đấy nó ăn nhiều hơn, nó tăng cân nhanh hơn một chút, thì cộng thêm 5 cân nữa thì con chó 4 tháng nó cũng chỉ đạt đến cái mức khoảng 17 cân thôi. Đó là con chó tròn 4 tháng tức là 120 ngày.
Còn từ 4 tháng đến 5 tháng thì nó lại cộng thêm khoảng 5-6 cân nữa. Đó, mọi người cứ thế nhân lên. Cái giai đoạn lớn của con chó ấy, cái giai đoạn nào lớn nhanh, con chó nó có thể tăng 7 cân, 8 cân một tháng. Đấy là giai đoạn lớn nhanh nhất. Còn bình thường mà nói thì cái con chó nó sẽ tăng cân ở cái khoảng dao động từ 4 cân cho đến 6 cân một tháng ở trong giai đoạn lớn nhanh. Và cái quan trọng nhất, mình nhắc lại là mọi người, quan trọng nhất là mọi người phải xem con chó của mình, cái tiêu hóa của nó có tốt không. Tiêu hóa nó có tốt hay không thì thể hiện là cái lông nó có bóng hay không. Từ con chó con mọi người nhá, cái lông nó có bóng hay không. Lông nó bóng tức là thể hiện là con chó nó tiêu hóa tốt. Và cái con chó nó nhanh nhẹn, nó ham chơi, nó nhanh nhẹn là thể hiện là cái xương khớp của cái con chó và cái sức khỏe nội tạng của con chó nó tốt thì nó mới vui vẻ, nó mới nghịch ngợm được. Đó, cái đó mới là cái quan trọng. Còn có con lớn nhanh, có con lớn chậm, nếu mà mọi người nuôi con chó mà lông nó đã bóng rồi và con chó nó vui vẻ thì mọi người không cần phải quan tâm đến con chó nó cân nặng của nó là bao nhiêu. Mọi người không cần phải quan tâm đến cái vấn đề là cái cân nặng của con chó nó là bao nhiêu, theo dõi cho nó vui thôi. Bởi vì với những cái con mà cái tiêu hóa của nó tốt và nó khỏe mạnh như thế thì chắc chắn lớn lên đến 12 tháng nó sẽ đạt được cái khung tối đa của nó. Sau cái giai đoạn 12 tháng thì con chó nó sẽ tăng rất là chậm. Giai đoạn đấy là bắt đầu là nó chững ở cái phát triển chiều dài và chiều cao của con chó rồi. Còn đến cái giai đoạn mà cái con chó nó dày người, nó to ngang thì nó phải chờ con chó cái là nó phải 2 năm. Còn con chó đực nó khoảng trên dưới 3 năm thì nó mới to ngang, nó mới nở người, người nó mới dày, chứ còn trước đấy người nó mỏng thôi. Còn với những con chó mà nó trên 3 tuổi rưỡi rồi, trên 3 tuổi rưỡi rồi mà người nó vẫn mỏng thì đấy là cái khung của con chó đấy, nó chỉ có như thế thôi. Nó cũng như người chúng ta, có người là đô con, cái xương của người ta, cái khung xương của người ta nó to. Có những cái người thì người nó mỏng người, cái đó là nó là do cái hệ khung xương của nó rồi. Chứ còn con chó đấy là con chó đực là 3 tuổi rưỡi là nó phát triển hết rồi. Còn con chó cái thì cứ coi như là 3 tuổi là nó phát triển hết. Đấy, mọi người tưởng tượng vậy. Ok, Siro với lại Messi đứng lên chào mọi người nào. Xin chào tất cả mọi người nha. Hy vọng là video sẽ hữu ích cho các bạn mới nuôi chó. Và nhớ nhắc các bạn một điều là làm sao để mà chúng ta cần quan tâm nhất ở trong cái giai đoạn con chó đang lớn là: một là con chó nó ăn uống, nó tiêu hóa tốt, và hai là đừng để cho con chó nó bị ốm vặt. Bởi vì mỗi một lần ốm vặt đấy là con chó nó sẽ bị chững lại, nó sẽ bị tụt lại mất vài ngày so với những cái con cùng đàn. Và như là chia sẻ một con chó bị Pavo của nhà mình thì dùng cái chibi powder này để nó cải thiện cái đường ruột, nó tăng hấp thu thì con chó nó vẫn bắt kịp. Dù nó bị ốm thì nó vẫn bắt kịp được với những cái con ở trong đàn về cái tốc độ phát triển, về cái cân nặng. Cho nên là đấy là cái mà mọi người có thể tham khảo cái chibi powder này. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Ai có thắc mắc gì liên quan đến chăm sóc chó nói chung và đến giống Rottweiler nói riêng thì mọi người có thể bình luận ở dưới các video. Nếu mà có nhiều người mà cùng thắc mắc một cái vấn đề thì mình sẽ chia sẻ qua video với mọi người. Đến ngày hôm nay thì mới tắm cho mấy đứa này lần tiếp theo. Ngày hôm nay thì mới về mới tắm cho chúng nó. Đó, từ lần trước tắm là chính là cái hôm mà quay video tắm cho chó đấy, thì mọi người đếm xem là đến ngày hôm nay là bao nhiêu ngày rồi. Đó, đến hôm nay mới tắm cho chúng nó lần tiếp theo. Lúc nào cũng thơm phức luôn. Mấy hôm chủ không ở nhà này, chúng nó nghịch lung tung, chúng nó lên trên tầng thượng, rồi chúng nó vần vò, chúng nó gãy lưng, rồi kính thưa này kia bụi nó bám bẩn lông, thành ra hôm nay về là phải tắm cho chúng nó luôn. Siro thì đợt này là Siro lấy giống hôm mùng 1 tháng 8 thì đến ngày hôm nay là được 15 ngày, coi như là được 2 tuần đi. Thì mọi người có thể nhìn thấy là cái bụng của Siro đã có cái dấu hiệu đậu thai rồi. Thì ở cái video tiếp theo mình sẽ nói lại về các cái dấu hiệu của con chó nó đậu thai để cho mọi người tham khảo. Sẽ nói ngắn gọn cô đọng thôi để mọi người có thể tham khảo. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Thường quá. Ui giời, thường.